Sáng ngày 5 tháng 5, Hà Nội ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là bệnh nhân nữ DTMH, sinh năm 1989, có địa chỉ thường trú tại K8765 Mẹ Nhu, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Bệnh nhân là hành khách ngồi gần hai chuyên gia Trung Quốc trên chuyến bay VN161 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 29 tháng 4 năm 2021. Bệnh nhân ngồi ghế 51E, hai chuyên gia Trung Quốc ngồi ghế 49C và 50B. Bệnh nhân có lịch trình di chuyển khá phức tạp, từng đến nhiều nơi tại Hà Nội. Đây là ca bệnh chưa được Bộ Y tế công bố. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 5 tháng 5 năm 2021. Lịch trình đi lại của bệnh nhân ngày 29 tháng 4 năm 2021, 10 giờ ngày 29 tháng 4 đi trên chuyến bay VN161 từ Đà Nẵng ra Hà Nội, đến sân bay Nội Bài lúc hơn 12 giờ, thuê xe tự lái ở Nội Bài. Người này có tiếp xúc với hai người chủ cho thuê xe người Long Biên. 15 giờ 30 di chuyển đến quán bún cá rô ở Hòe Nhai, Ba Đình tiếp xúc với chủ quán. 17 giờ đến khách sạn Amber 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm. Tại đây bệnh nhân có tiếp xúc với lễ tân khách sạn. 19 giờ 30 ăn ốc Hà Trang, sau đó đi bộ bờ hồ. 20 giờ 15 đến bia hơi Hải Sổm, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng tiếp xúc với phục vụ quán. 22 giờ đến quán bar 1009 Tạ Hiện. 23 giờ ăn tối cháo Huyền Anh đối diện chợ Đồng Xuân, Hoàn Kiếm và sau đó trở về khách sạn. Ngày 30 tháng 4 năm 2021, 8 giờ 30 ăn phở 49 Bát Đàn, Hoàn Kiếm. 9 giờ 30, 10 giờ mua giày ở Chip Store 281 Giáp Nhất Nhân Chính, Thanh Xuân. Sau đó người này lên Sapa giữa đường đổ xăng ở một trạm dừng chân không nhớ rõ địa chỉ. 17 giờ đến Sapa vào khách sạn Pearl nghỉ. 19 giờ 30 ăn tối ở nhà hàng Đỗ Quyên, sau đó đi massage chân lá đỏ ở gần quảng trường, không nhớ rõ tên, đến 23 giờ về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày 1 tháng 5 năm 2021, sáng ăn sáng tại khách sạn, 10 giờ đi dạo phố trên xe, chiều 14 giờ đi du lịch ở bản Cát Cát ở Sapa, sau đó về khách sạn. Tối 20 giờ ăn tối ở nhà hàng Anh Dũng, dạo phố sau đó về khách sạn nghỉ. Ngày 2 tháng 5 năm 2021, sáng ngày 2 tháng 5, ăn sáng tại khách sạn, đến 9 giờ 30 lên đỉnh Phan Xipang. 13 giờ ăn ở quán cơm Hoa Liên đối diện nhà hàng Anh Dũng, sau đó đi về Hà Nội. Trên đường đi về có nhận được thông báo của Bộ Y tế liên quan đến chuyến bay VN161 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 29 tháng 4. Vào trạm y tế xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn khai báo, đoàn đi cùng có 4 người nữa đã có kết quả âm tính.